Xin chào các bác nhé, xin chào các bạn nhé. Trước hết là cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi nhé. Thì hôm nay là cái video quay vào cái thời gian là ngày 28 Tết âm lịch năm 2020 nhé. Chuẩn bị bước sang năm 2021 âm lịch. Còn dương lịch thì hiện nay đang là năm 2021 rồi. Thì trước khi bước sang một năm mới thì cũng xin gửi lời chúc tới các bạn đã xem trên kênh Hoa Hoa cũng như xem trên kênh Thảo Mộc HHT một lời chúc sức khỏe nhé. Còn thì trong năm vừa rồi thì cũng xin giới thiệu với các bác và các bạn là trên kênh Hoa Hòe chúng tôi có một số các cái sản phẩm đã được các bác tin dùng. Cái sản phẩm thứ nhất xin giới thiệu tới các bác đó là cái mật kỳ đà đây nhé. Thì cái mật kỳ đà trên tay tôi đang cầm đây là cái mật loại nhỏ này, loại nhỏ. Loại này thì nó chỉ có trọng lượng loại này trên 1 gram này, trên 1 gram một chiếc nhé. Đấy, đây. Trên 1 gram, cái này to hơn một tí, cái này nhỏ hơn một tí, nhưng mà trên 1 gram này. Còn một loại nữa là cái loại nhỏ chí xíu này, thì nó là dưới 1 gram. Và một cái loại nữa thì to hơn, đấy, to hơn, đấy, thì nó có thể lên tới, đây, cái loại này to hơn nhé. Để ba cái khác nhau các bác sẽ thấy này. Thì cái loại này nó có thể lên tới khoảng 2 gram, thậm chí 3 gram nhé. Có những con nó lên tới hơn 3 gram một chiếc này. Còn trung bình thì chúng tôi chỉ tính là trên 2 gram một cái này thôi. Thì mật kỳ đà có rất nhiều cái tác dụng các bác nhé. Thứ nhất ấy, thì xin giới thiệu tới các bác là cái mật kỳ đà có cái tác dụng, thứ nhất là cái tác dụng chữa bệnh hen phế quản, hen suyễn. Thông thường ấy, người nào mà mới bị cái hen phế quản, hen suyễn thì dùng từ 1 đến 2 chiếc mật kỳ đà này thôi là đã thấy có cái chuyển biến nhé. Thế còn thì nếu mà ai mà dùng mà không có chuyển biến thì không nên dùng, nhưng mà thông thường thì nó hợp đến 80 hoặc 90%, kể cả là trẻ nhỏ và người lớn. Cái nữa là ngoài cái hen phế quản ra thì mật kỳ đà còn có tác dụng là chữa cái bệnh viêm phổi cũng khá là tốt. Đấy, tiếp theo nữa là cái mật kỳ đà này còn dùng để chữa cái bệnh động kinh, bệnh sốt cao, co giật. Đấy, rồi bệnh đấy là ba cái rồi nhé. Bệnh thứ tư là cái run tay chân, và cái thứ năm nó là một số cái người mà bị di chứng về cái tai biến mạch máu não thì cũng nên dùng cái này. Thì về cái tai biến mạch máu não thì cũng xin nói thêm các bác là cái tai biến mạch máu não thì do chính là cái tổn thương ở cái mạch máu ở não nó bị vỡ ra. Thì để tránh được cái tai biến mạch máu não thì các bác có thể dùng một trong những sản phẩm như sau. Cái sản phẩm thứ nhất đó là cái hoa hòe nha. Nó có cái tác dụng làm dẻo dai cái thành mạch nha. Nữa là sau đó là sản phẩm thứ hai đó là cái rong giềng đỏ, dùng loại củ nhá, sắc đặc uống nước, thì cái loại này nó có tác dụng là làm sạch cái lòng mạch. Cái thứ ba là có thể dùng cái cây xuyên tim, nó cũng có tác dụng làm sạch cái lòng mạch và chữa được cái bệnh về cao huyết áp. Nữa là các bác có thể dùng cái củ tam thất nhá. Ngoài cái tam thất thì có rất nhiều tác dụng. Có tác dụng thứ nhất là tác dụng tiêu u, rồi tác dụng thải độc, rồi tác dụng thải mỡ. Đấy. Ngoài ra thì còn có những các cái sản phẩm khác, ví dụ như là các cái sản phẩm cắt theo thang thuốc nhé. Nếu mà các bác đặt hàng thì cũng có. Thì thứ nhất là xin giới thiệu với các bác là cái sản phẩm mật kỳ đà nó có một số cái tác dụng như vậy. Tác dụng về chữa bệnh hen phế quản, hen suyễn này, tác dụng về chữa bệnh viêm phổi này, chữa bệnh về sốt cao, co giật này, động kinh này, và tai biến mạch máu não, với một số các bệnh nó là cái tác dụng của mật kỳ đà nhé. Kể cả các bệnh run tay chân cũng dùng rất tốt. Ngoài cái mật kỳ đà ra thì trên kênh Hoa Hòe chúng tôi còn có một số cái sản phẩm để giới thiệu tới các bác như sau. Đó chính là cái thang minh mạng thang nhé. Cái thang minh mạng thang này là thang minh mạng của Thảo Mộc HHT. Thì cái thang này gồm 36 vị, trong đó thì có cả sao biển và tắc kè các bác nhé. Toàn bộ thuốc thì được đóng như thế này. Đó. Và cái thang này thì cuối năm 2020 chúng tôi đã ra đời, và năm 2021 thì chúng tôi đã bán rộng rãi hơn và đóng gói như thế này. Các bác đặt hàng xong các bác nhận hàng và được xem hàng nhé, được kiểm tra hàng. Đấy, đúng giống như thế này thì các bác sẽ nhận hàng. Trong này là 34 vị, còn hai con tắc kè và con sao biển thì sẽ được đóng gói riêng nhé. Ngoài cái thang minh mạng này ra thì chúng tôi còn có các cái thang thảo dược thuốc nam 29 vị nhé. Rồi cái thang thuốc xương khớp khoảng 15 đến 20 vị. Đấy. Thì các bác đặt loại nào thì có loại đấy. Ngoài ra thì còn có các cái loại thảo dược khác đóng kèm như là bạc kích, dâm dương hoắc, nhục thung dung, rễ mũi tần.
thì một số các thảo dược ấy thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với các số điện thoại đang hiện trên màn hình là 0932340345. Thì trong năm vừa rồi thì các bác, một số các bác đã tin tưởng và đã đặt hàng và đã sử dụng, thì sang năm tới thì cũng mong rằng các bác và các anh chị tiếp tục tin tưởng kênh Hoa Hòe cũng như kênh Thảo Mộc HHT để tiếp tục sử dụng với các sản phẩm chúng tôi. Chúng tôi cũng mong muốn rằng mang lại cái sản phẩm tốt nhất cho các bác và các anh chị. Ngoài cái sản phẩm vừa kể trên, đó là cái thuốc về mật kỳ đà và cái thang minh mạng, thì chúng tôi còn có các cái thảo dược khác bán kèm. Mà ngoài các thảo dược ra thì chúng tôi còn có một số cái bài thuốc chữa bệnh, ví dụ như là các cái chứng bệnh về lúc nóng, lúc lạnh trong người, mà bác có cảm thấy rằng có những cái cơn lúc nóng, lúc lạnh, hoặc là các bác bị cái bệnh viêm thanh quản ấy, mà cảm thấy rằng cái lúc cứ nói được một lúc nó mệt, không thể nói được nữa, hoặc là nó khàn tiếng, mất tiếng, thì cái bệnh viêm thanh quản ấy nguồn gốc ấy, nó nằm ở phổi và thận. Vì vậy khi chữa cái bệnh viêm thanh quản ấy, chữa thời gian rất là khá dài, nhưng mà khi uống thuốc xong thì các bác có thể cảm thấy người nó khỏe lên và sẽ nói được rất là nhiều, và tiếng nói thì nó sẽ trong trẻo hơn. Tuy nhiên là cái liệu trình dùng thuốc ấy thì nó cũng khá là lâu nhé. Thông thường thì chúng tôi sẽ bán tầm cứ 10 thang 1 để cho các bác sử dụng. Khi mà các bác thấy đỡ thì các bác tiếp tục sử dụng nhé. Đấy, ngoài cái thuốc viêm thanh quản này, cái thuốc mà trong cái có chứng bệnh người lúc nóng lúc lạnh ra ấy, thì chúng tôi còn có một số các cái thảo dược khác nữa. Đấy, các bác cần thì liên hệ với số điện thoại 0932340345. Rồi thì hôm nay là cái ngày cuối năm, thì video xin chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi. Xin cảm ơn các bác đã đồng hành cùng kênh Hoa Hòe cũng như Thảo Mộc HHT, và chúc các bác chuẩn bị bước sang một năm mới sức khỏe và sự thành đạt. Và khi mà là các bác xem cái video này nó sang năm mới rồi, thì cũng chúc các bác là có một năm mới sức khỏe dồi dào và công việc làm ăn thuận lợi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo nhé.